vuông thì mà Vinh Khoa xem thôi. Nửa lạng chỗ nào? Lạng 5.000. Ông đồng ý. Ông nghe là cắt đấy. Cắt luôn. Mấy vàng chuyến. Hả? Mẹ về đến nhà rồi đấy. Nếu như đồng hồ này thì các bác thay pin thật sự cẩn thận nhé, nó là pin 616 ấy. Vâng. 616. Và con này tháo ra để thay pin thì tháo thế này này. Đó, một phát là ra ngay. Ừ. Kiểm tra cái pin này, pin này chị thay lâu chưa? Em chả nhớ. Hết pin rồi. Vâng. Lần trước là thay trên Mạnh Dương. Vâng. 616. Cái này thay thì mình xin tiếp xúc điện. Cái này của chị nó còn một cái tiếp xúc nữa đấy. Hình như là nó còn một cái mảng đồng đây nữa này. Đây đâu rồi? Mất hả? Không có đâu. Thôi em lại chế chị nhá. Chế giúp thôi. Vâng. Có một cái mảng đồng ở trên đây này. Cái mảng nhựa mà rất nhỏ thôi. Cái này của bọn em này một tịt. Vâng. Cái này bọn em làm em biết nè. Thông thường là nhiều người không để ý cái này đâu. Ngay cả thợ cũng ít khi để ý cái này đó. Cái pin này chị thay được bao lâu rồi? Em chả nhớ lắm, chắc dùng một lâu rồi. Và những cái đồng siêu mỏng nó sẽ có một cái tấm chắn ở trên này này. Vâng. Đó, nó trong. Đó. Nên là chế cho chị thôi, không ảnh hưởng gì cả đâu. Mất cái đấy thì nó làm sao vậy? Nói chung là nó thiếu. Khó nói nhỉ. Chạy rồi nhé. Tiện cho luôn cho dầu mỡ chị nhá. Vâng, anh giúp em luôn. Không, cái này chị chả nói em cũng làm thôi. Còn em mà dùng cứ biết dùng thôi. À vâng, đúng rồi. Như làm thì khóc. Rất bẩn này. Ai cho đứng xem tivi gần đấy con? Ngồi xa lên đầu ghế kia.
cái tai cho mồm mình gì đấy. Bỏ tay trong mồm ra. Mùng 8 nhỉ. Mùng 9 thôi đây. Mùng 9 tháng 1. Mùng 9. Mày đạp gà cho cô chưa? Đắt đi, để chiều nó chuyển đấy. Yeah. Gửi cho cái số điện thoại người nhận đấy nhá. Gửi rồi. Tên là Nguyễn Thị Thủy. Và cứ bảo là chị Thủy đứng bên là được. Cái này nó có một cái căn nhựa đấy. Có một cái căn nhựa đấy. Vâng. Vâng, nhưng mà... Mất rồi. Vâng. Đây, chị nhìn đây này. Khi lắp vào nó sập sạch máy rồi đấy. Nó sập sạch máy, chị thấy chưa? Vâng. Đó, tức là nó cái căn nhựa ở dưới này mất đấy. Ngoài cái đấy là một cái căn nhựa này. Máy giữ máy bao giờ cũng phải có một cái căn nhựa này. Vâng. Đấy, cái này không có đâu nhé. Chị cần em cho xe chị xem lại video rồi lúc em tháo ra thì chị biết. Mất hai cái, mất hai thứ. Em nói thế chị đủ hiểu rồi nhé.